đó chạy nghiêng nghiêng dữ gì vậy? Đâu vậy đâu? Đồ dài thiên quan đấy. À. Ba cái đồ hạng chó nó ghi từ lừa bí đưa vậy. Đường môn này, đường môn này top 1 tháng trước nè mày. Ma xét thiên quan. Tí nữa gặp đường môn này đỡ mình bơ ca thử ứng trận coi. Đường môn này chắc đù quá. Cơ vậy, kiểu này cũng có nó mang cho một má. Không, không nói chứ nếu mà nó gặp nó độc em có em tự tin em ăn nó mà. Đâu đâu chứ cỡ này năm độc em trâu lắm, khó mà xây chết được em lắm. Nhồi đam chỉ cần nó dính hai cái bùa là nó chết với em chưa đầy 30 giây. Chẳng hai bùa vô đầu nó là chết em ngay. Đừng nói mà. Cứ dính hai cái bùa vô đầu là chỉ có nước chết thôi, đừng làm sống cho em đâu. Tại vì mấy ống đường môn, mấy đường môn này nó ít lắm. Em chỉ cần quơ nó thiệt. Em đường tìm đường lách lách em quơ một cục nó độc em lạng một cái là chết liền. Không có cái thứ hai. Mấy ống cao lắm tầm 4k cho mấy chẳng. Một phát một lạng cái này chết liền luôn. Nó đâu có kháng, đâu có đổi bao nhiêu đâu mà. Kháng độc không có, thời gian dũng độc không có. Ở đó chết sớm. Nên tháng này em mới chuyển năm độc em đánh với nó. Tôi nè mày. Một đang grab chỗ nào đủ má đường môn thua 15 thua. Chưa thua chẳng nào. À, thằng này bá quá. Để mình bắt đường môn thôi. Có tỉnh động nữa. Đông lắm, khó bắt lắm. Khó bắt hả? Đông quá mà. Má mình sợ thiếu lòng nó bắt mình nữa kìa. Chỉ trùng luyện là trùng luyện cái đồ hoàng kim thôi, còn ba đồ hạn chế là không được trùng luyện đâu. Ra sao là xài như vậy thôi. Sao em cái gì vậy? Ai gọi? Đông vậy. Đông rồi ta. Tối nay có ai đi đám tang không? À đám tang của Chí Tài đúng không anh? Ừ. À. Mất uống vậy. Mà tính ra ổng mới cái sống máy với mấy ta. Đâu lớn tuổi lắm đâu. Ừ, đâu lớn tuổi lắm đâu, vẫn trẻ tráng mà. 62 tuổi. Rip 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 nghệ sĩ Chí Tài. Anh em anh em biết tin gì chưa? Hello Thiên Lê, hello Lâm Trần. Bây giờ đứa hai đứa tính mất mà nó mà lúc nó biết. Ừ. Em thấy cũng em chia sẻ liền. Chẳng được quá càng online. Đó, gần 200 anh em đang xem á. Anh em thì nói chung thì Khải thì cũng thích đến đánh liên đấu. Mấy hôm trước thì vẫn like đánh liên tục á. Nhưng mà khi nào mắc quá thì Khải không like thôi. Còn liên đấu như tháng trước thì Khải đánh đường môn à, như tháng 3 mấy thua 14 hàng 6. Là lúc nào mà thua quá thì cũng không like. Thua quá còn hết muốn like, chán đời. Thua quá còn chán hết muốn like. Đợt này đợt mới đây toàn 18-20 không, đúng rồi. Còn bây giờ nó muốn muốn lượt view coi á, đội mang Khải. Khải mua. Khải mua gì vậy anh? Mua gì ra biết anh là thật, lách dữ ta. Gần 200 người rồi anh em ơi, cố lên. Mua một cái điện thoại 500 ngàn á, tiền câu view. Vậy, à, gặp grab chỗ đâu. Rồi rồi, xong em ơi. Để em cố gắng đánh nó coi. Đúng rồi anh ơi. Đúng rồi, cứ từ từ bình tĩnh. Nó đang bút đi kia. Kẹp dắt hả, ha ha. Kẹp dắt hả bưởi. Mà đâu vậy? Má kẹp vắt khó chơi nha. Mày y nó là nó sấy chết luôn đây. Má chạy. Bao nhiêu kêu của nó lên với mẹ kia.
Ôi, má sấy đầu ghê rồi. Đâu chứ. Nhiều lúc là bị chí mạng đột tử chết luôn đấy. Ôi, nó xem chết kìa. Ôi, má, mình quật một cục cái động xem chết kìa nè mày. Ô, win, thấy chưa? Túi gì, đủ má hai cục luôn anh Thành, đúng hai cục là nằm luôn. Thấy chưa? Mà em chỉ cần em nhồi máu quất hai cục là nằm liền tại chỗ. Thấy chưa anh em? Anh em đủ la chia sẻ chưa? Má, con đường môn cấp 1 như anh em mong chờ ấy. Không có, đường môn đó là tầm bạn đồ này là không đánh lại em đâu. Tại vì em tính hết rồi, không đánh được em đâu. Anh em thấy chưa? Má, cũng cố gắng lắm chứ. Tại vì mình có 50 bình máu thôi. Nhồi, nhồi chết mẹ luôn, còn 10 bình này. Hai cục bắt độc. Sợ mọi thiếu lâm thôi. Nhưng mà con đường môn là 5 năm nha. Hôm nay nói chung là em hơn thôi. Nói chung em cắt được hai bùa là nó có tỷ lệ nó chết em mà. Em đứng gần gần nó hết mana anh. Em thấy nó đơ đơ nó đứng không có mana đánh lại em vô. Em sát em quốc liền. Không, em không cần bật cái đó. Chờ khi nào em gần gần chết anh là em là được chứ em không còn búp. Tại vì búp nó mít lắm. Búp không kịp. Búp cái đó là nó mất một lần cắt bùa rồi. Thì em đỡ em auto em cắt hai bùa một lần luôn. Em nhồi méo một chút là được. Không, anh em thấy chưa? Con đường môn đó top 1 ấy. 15 thua mình là thành thua 1 rồi đấy. Đó, anh em xem này. Nói chung là nãy giờ anh em cũng nói đúng không? Gặp thằng top 1 xem như thế nào đấy. Anh em thấy chưa? Nói chung là Khải dám chắc là Khải ăn nó đến 64 rồi. Thua chỉ là 4% thôi. Thua là 40% thôi, ăn 60. Chỉ cắt được 2 bùa lạng thôi. Nhồi máu chứ. Phải nhồi máu cho anh em. Gặp đường môn xét thiên quang mà nó mạnh vãi nồi. Nó là 30 kill, nó tính sơ qua là 30 kill bạo vụ lứa ho anh em. 30 kill bạo vụ lứa ho luôn á, chính đích luôn á.